Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ hả? Xin sám hối đạo tràng, hôm nay ngủ dậy trễ, quý vị thông cảm. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 131. Trước tiên, cái lễ Chư Tôn, Thượng Đức Tăng. Kinh lễ Đại Đức Phật Sàng Sư Năm. Xin chào cô tu nữ Như Pháp. Xin chào chị Công Mai, chị Kim, chị Thi An Lạc, chị Phương Mộng, chị Mê Ta, chị Hạnh Kiểm, chị Công Mai. Quý vị nghe âm thanh rõ không ạ? Ăn được ngủ được là tiên ở trên trời hả? Ở trên đời hả? Rồi, thôi. Làm tiên vậy dễ bị chửi lắm. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 131. Và trước khi sinh hoạt, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Ratanatayasawandami Putho Mahesi Arahan Tathagato Lo Putamo Sopagalu Hiche Thako Lo Kaksasathai Chana Dhammapo Vido Vanda Mahantam Narapu Chana Yaka Như Lai Giác Ngộ Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đau Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Đạo Tối Căn Tôi Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Cứ để Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương pháp trần. Con xin đến lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cũng dường. Tham mô bất đi bồ ý tá sá sát tu nô lô ca nó mình thá sá vi nà ca lô bồ sáp bà nhu vô thóc tất đi phù tí sành nhá tô hoàng đà mất hình trần nó gấp phù. Cái này giá cần pháp bảo quý như ánh vàng, như lai soi sáng, bạc màng, vô minh, phá tan làm bạc chúng sinh, đầy nhân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Thân phù quý số thô thú khách tá sát xa quốc cô xích ca xúc tà mô quá lá thầm bất xích khá cô niên đà bất sần xa lý hành à lá rồ quá rồ quần đà má hành tầm lá rõ phù. Cái này giá cần tăng bảo trên vân Phật Đà tâm học không rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thiện pháp phàm nhân ai bị con xin đến lễ tăng thi đáng cho con chúng nhớ gì cúng dường đó tình á thế giới tê chê nó sẽ kha mê thúc quá tha năng ta xa bí a lúc phá quê nó sẽ hạ xa dê nó sẽ trụ cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành con nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao nam mô Bụt Thầy gia phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta nhìn vào bài học 131. Quý vị thấy rõ không ạ? Lỗ 131 Sukha kama ni phu ta ni Sukha kama ni phu ta ni Câu số 2 Yo đàn đề na quy hình sa ti Yo đàn đề na quy hình sa ti Yo đàn đề na quy hình sa ti Rồi bây giờ ôn lại có một câu hai Sukha kama ni phu ta ni yo đàn đề na quy hình sa ti Sukhaka ma ni phu ta ni yo đan đề na quy hình sa ti
Sukhata ma ni phu ta ni yo dan đề na quy hình sa tị lô ba cô bốn attano sukha me sa no attano sukha me sa no attano sukha me sa no và câu cuối bê cha su na la phê la pha tê su khăng bê cha su na la phê la pha tê su khăng bê cha su na la pha tê su khăng ông lại câu ba gồm bốn attano sukha me sa no bê cha su na la pha tê su khăng attano sukha me sa no bê cha su na la pha tê su khăng attano sukha me sa no bê cha su na la pha tê su khăng đọc hết nguyên bài. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na win cha ti at ta no sukha me sa no pe cha so na la pha te sukha sukha kama ni phu ta ni yo dan de na win cha ti at ta no sukha me sa no pe cha so na la pha te sukha à thôi. Như vậy ở đây các đọc chúng ta thấy rằng câu này cuối câu số 2 không phải là trường âm, cho nên quý vị đọc mệt nghĩ ha, đọc tới chỗ nào đứt hơi thì dừng lại ở trường âm. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na svi hin santi at tano sukha me sa no bê cha su na la pha te sukha. Và dòng kệ thì chúng ta cố gắng đọc hai câu với cái nhịp điệu 4-4 ha. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na vi hình sa ti an ta no su kha me kha ni ben cha su na la pha te su khang. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na vi hình an ta no su kha me sa nu ben cha su na la pha te su khang. Lần nữa ha. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na vi hình sa ti an ta no su kha me sa no men cha su na la pha te su khang. Chúng sanh cầu an lạc hãy dùng trượng hai người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Rồi xin mời Sít Mê Ta, Sít Kim, hai người này luôn luôn tiên phong ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai, cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính đảnh lễ Sư Năm cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính đảnh lễ cô Tứ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu pháp cú
31. Su kha ka ma ni phu ta ni yo đành đề na quyền sati áp ta nô su kha mê sa nô bách cha sô na la pha tề su khẳng. Dạ, con xin phân tích. Su kha là hai đoạn âm, ka ma hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, phu ta hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, vô trường âm thông thường, đanh trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná quý là hai đoạn âm, hình trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí hai đoạn âm, ca ca ma ni phù ta ni vô đanh đê ná quý hình xá tí. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ách trường âm nhấn, ta đoạn âm, nô trường âm thông thường, xú khá hai đoạn âm, mê sa nô ba trường âm thông thường, bách trường âm nhấn, chá đoạn âm, xô trường âm thông thường, ná lá phá ba đoạn âm, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ách ta nô xú kha mê sa nô bách cha sô ná lá phá tê xú khăn. Và con xin đọc lại toàn bài. Xú kha ca ma ni phù ta ni vô đành đề ná quý hình sa tí ách ta nô xú kha mê sa nô bách cha sô na la pha tề su khăn su kha ca ma ni phù ta ni vô đành đề na quý hình sa ti át ta nô su kha mê sa nô bách cha sô na la pha tề su khăn. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Su kha ca ma ni phu ta ni vô đanh đê na quy hình sa tì át ta nô su kha mê sa nô bày cha sô na a phi sô rằng. Dạ, con đã đọc xong, kể chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Con kính mời cô Kim tiếp tục ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Sang, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Một người, hai người, hai người cho tín hiệu đủ rồi, đúng không? Chắc bữa nay có mấy người học không? Kỳ quá à. có hai người cho tín hiệu nghe rõ, còn mấy người kia chắc nghe không rõ gì hết trơn. Được hạnh kiểm thêm một người nữa, tốt vậy. Ba người chắc là nghe rõ ràng lắm rồi, nhưng mấy người kia bận rộn công chuyện gì đó nên không cho lên. Thôi trả bài luôn cho rồi đi. Chắc sư đang đi kiếm cà phê uống đâu quý vị. Mà sư mới thức dậy mà. Nhưng mà sư ngủ được vậy là tốt á. Có nhiều người lớn tuổi ngủ không được đó. Sư ngủ mà quên thức dậy luôn. Thôi giờ để trả bài. Không biết cái nickname là Su Nam á, 1958, không biết có phải là sư không? Cho biết tín hiệu để chúng con đảnh lễ luôn, chúng con chào hỏi luôn chứ không biết phải không. Người nào nickname Su Nam hay là Su Nam vậy đó. Sư Năm sau Giang Nhất Hà biết vậy, biết cái Sư Năm, sư đó nói hả? Sư Năm là số 5 đó hả? Số 5 rồi tới số 6 đúng không? Sư Năm. Nhưng mà
Hôm qua nghe sư Chí Đức nói hả? Ô, con xin kính chào sư Năm. Sư Năm đó là sư Năm là cái tên của sư đó không sư? Một hồi con xin kính 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 sư cầm mic để sư đọc bài cho tụi con nghe, sư đọc bài phân tích cho tụi con nghe được giọng quanh vàng của sư. Rồi con đi trả bài đi. Hồi sư Phước Sang cũng lên đọc bài luôn cho tụi con nghe sư. Bữa nay không biết ít người vô đạo tràng quá, Phật tử bận rộn công chuyện gì đó. Con mời các sư lên đọc trả bài để chúng con nghe được tiếng quanh vàng của các sư luôn. Thôi bây giờ trả con xin trả bài kinh Pháp Cú 131. Sukha mani bhuta ni yo dande na vi hình sati akta no sukha me sa no pachaso nala pate sukhang sukha sukha ma sukha kha mani bhuta ni yo dande na vi hình sati akta no sukha me sa no pach Phân tích câu 1 và câu 2. Chú khá hai đoạn âm, kha ma hai chữ âm thông thường, ní đoạn âm, phu ta hai chữ âm thông thường, ní đoạn âm. Câu số 2, vô chữ âm thông thường, đanh chữ âm ngắn, đề trường âm thông thường, ná quý hai đoạn âm, hình trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Khi con mắt nhìn cái chữ mà đọc, cái mình nghe tiếng đọc, cái mình biết mình đọc thiếu gì á. Còn bữa hổm đi ngoài đường á, đọc không nghe được tiếng mình đọc, là nó không biết mình đọc cái gì nữa. Là nó đọc cái thấy sai, cái tự nhiên nó ngừng lại. Thôi giờ đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4, rồi phân tích câu 3, câu 4. Sukhakha mani puta ni yo dande na vi hình sati attano sukhame sano pachaso nalapate sukhang. Phân tích câu số 3, ác ngâm nhắn tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, su khá hai đoạn âm, mê sa nô ba trường âm thông thường, câu cúng cùi hay câu cuối cùng, tách trường âm nhắn, chá đoạn âm, xô trường âm thông thường, ná lá phá ba đoạn âm, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Tano sukhame sano pachaso nalapate sukhang sukhama ni buta ni yo dande na vi hình sati attano sukhame sano pachaso nalapate sukhang. Đọc lại lần nữa đi. Sukhakha ma ni buta ni yo dande na vi hình sati attano sano sukhame sano pachaso nalapate sukhang. Bây giờ ca kệ. Sukhakha mani bhutani yo dande na vi hình sati attano sukhame sano pachaso nalapate sukhang. Sukha mani bhutani yo dande na vi hình sati attano sukha me sano pachaso so na la phate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc hay dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho Kinh Pháp Cú 131. Thấy chưa? Sư đâu có cho bông hoa gì đâu. Sư đi kiếm cà phê, sư uống rồi. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay, vỗ chân.
không biết có sai cái gì không, quý vị cho biết nghe. Con xin mời sư sư năng sư năm sư sư năm sư năm cầm lấy đọc bài cho cái đọc bài kinh Pháp Cú 131 cho tụi con nghe giọng quanh vàng chú sư. Con xin thỉnh sư à. Dạ, trong lúc chờ đợi sư năm em xin lên trước và sư năm chuẩn bị ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Phước Sang, kính lễ sư năm quý sư, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính lễ quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 131. Cảm ơn chị Netta đã gọi cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Sukhaka ma ni phu ta ni yo đằng đề na vi hình sát vi át ta no sukha me sa no pách cha so na la phát tề sukhang. Sukhaka ma ni phu ta ni yo đằng đề na vi hình sát vi át ta no sukha me sa no pách cha so na la phát tề sukhang. Dạ, con kinh xin phân tích câu 1 và câu 2. Xú khá hai đoạn âm, ca ma hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, phu ta hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, vô trường âm thông thường, đăng trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná quý hai đoạn âm, hinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tý hai đoạn âm. Sukhaka ma ni phu ta ni yo đằng đề na vi hình sát tị. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xú khá hai đoạn âm, mê sa nô ba trường âm thông thường, tắt trường âm nhấn, chá đoạn âm, xô trường âm thông thường, ná lá phá ba đoạn âm, tê trường âm, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Attano sukhame sano pachaso nalatate sukhang. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 131. Sukhaka ma ni phu ta ni yo đằng đề na vi hình sa pi at ta no sukha me sa no pat cha so na la phat te sukhang. Sukhaka ma ni phu ta ni yo đằng đề na vi hình sa pi at ta no sukha me sa no pat cha so na la phat te sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc nghệ ạ. Sukhakama ni phu ta ni yo đăng đề na vinh sa ti antano suhane sano panchasona la phate sukhang. Sukhakama ni phu ta ni yo đăng đề vinh sa ti antano suhane sano panchasona la phate sukhang. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, kính tri ân sư Trí Đức, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, xin mời chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con không thấy câu kinh pháp cú đâu, post lên giùm con.
Dạ, cảm ơn sư. Xuất khắc ca ma ni phù tà ni dồ đành đề na quy hình sa tí át ta nô xuất khá mê xà nô bách chá sô na la phá tề xuất khăn. Su kha ca ma ni phù tà ni dồ đành đề na quy hình sát tí. Atta nô su kha mê sa nô bách chá sô na la phá tề su khăn. Su kha ca ma ni phù tà ni dồ đành đề na quy hình sát tí. Atta nô su kha mê sa nô bách chá sô na la phá tề về xuất khăn. Phân tích câu 1, câu 2. Su kha ca ma ni phù ta ni dồ đành đề na quy hình sa tí. Su là đoạn, su khá là hai đoạn âm, ca ma là hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, phù ta hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, vô trường âm thông thường, đành trường âm nhấn, đề trường âm thông thường, ná quý hai đoạn âm, hình trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1 và 2. Su kha ca ma ni phù ta ni dồ đành đề ná quý hình xá tí át ta nô su kha mê xà nô bách chá sô ná la phá tề xuất khăn. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô trường âm thông thường, xú đoạn âm, khá đoạn âm, mê sa nô ba trường âm thông thường, bách là trường âm nhấn, chá đoạn âm, xô trường âm thông thường, ná đoạn âm, lá phá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3 và 4. Ta nô su kha mê sa nô bách chá sô na la phá tê xuất khăn. Con xin đọc lại 4 câu. Su kha ca ma ni phù ta ni dô đành đề na quy hình sa tí át ta nô su kha mê sa nô bách chá sô na la phá tê xuất khăn. Su kha ca ma ni phù ta ni dô đành đề na quy hình sa tí át ta nô su kha mê sa nô bách chá sô na la phá tề xuất khăn. Su kha ca ma ni phù ta ni su kha ca ma ni phù su kha su kha ca ma ni phù ta ni dô đành đề na quy hình sa tí át ta nô su kha mê sa nô bách chá sô na la phá tề xuất khăn. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trường hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Giang, con kính lễ Cô Tu Nữ Như Pháp, Cô Tu Nữ Phúc Hạnh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai cho con biết tín hiệu. Cho con xin được đọc và phân tích câu 131 ạ. Sukha ka ma ni pu ta ni yo dan de na quy hiềm sati at ta no sukha me sa no pacca so na la pa te sukhang. Con xin được đọc lại ạ. Sukha ka ma ni pu ta ni yo dan de na quy hiềm sati at ta nô sukha mê sa nô bách chá sô
Nala Pate Sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Bản dạy của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Sukha kama ni puta ni yo dan de na him sati. Su là đoạn âm, khá là đoạn âm, ka là trường âm thông thường, ma trường âm thông thường, ni là đoạn âm, pu là trường âm thông thường, ta là trường âm thông thường, ni là đoạn âm, yo là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, ná là trường là ná là đoạn âm, quý là đoạn âm, him là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Kha ka ma ni pu ta ni yo dan de na quy him sati. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Atano sukha me sa no pacca so na la phe te la pa te sukhang. At là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, no là trường âm thông thường, su là đoạn âm, khá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, sa là trường âm, sa là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, attano sukha me sa no. Chứ sa này chắc sa này là trường âm thông thường ấy. Đã. Cha số na la phê la bách cha số bách cha số na la pa tê su khăng. Bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, số là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lá là đoạn âm, thá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, khang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sukha kama ni puta ni yo dan de na na quy hiểm sati. Atano me sa no pacca so na la pate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phép được kể. Sukha kama ni puta ni yo dan de na quy hiểm sati. Atano sukha me sano pecha so na la pa te sukhang. Dạ con đã đọc và kể, phân tích xong, có gì sai xin ngài cùng toàn thể đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Mến chào Đạo Tràng, sau nay con xin đọc câu Pháp Cú số 131 ạ. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu. Con đang kéo bài. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na vi hiểm sát ta no. Sukha me sa no bet cha so na la pha te su khang. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na vi hiểm sát ti. Sú khá là hai đoạn âm, ca ma là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, phu ta là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm,
Yo là trường âm thông thường, Đan là trường âm nhấn, Đê là trường âm thông thường, Ná, Quý là hai đoạn âm, Hinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Xá, Tý là hai đoạn âm. Su kha ka ma ni phu ta ni yo dan de na vi hin sa ti. Câu 3 và câu 4. Atta no su kha me ta no bet cha so na la pha te su khang. At là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, no là trường âm thông thường, su kha là hai đoạn âm, me là trường âm thông thường, me sa no là ba trường âm thông thường. Bét là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lá, ná, lá, phá là ba đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú khá cả, bét, cô sẽ nói, con đọc câu 3, câu 4, bét chá xô. Atano su kha me sa no bet cha so na la fa te su khang. Su kha ka ma ni phu ta ni yo dan de na vi hin sa ti atano. Su kha me sa no bet cha so na la fa te su khang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình đời sâu không được. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Thì con xin kể. Sukha kama ni futani yodanena vihinsati atano sukha mesano becchasona lafate sukhang. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị tiếp theo. Cảm ơn, con xin kính tri ân ngài đã bốt bài. Alo, 123 123. Mới cho 5:12 thời gian còn nhiều, nhưng mà đạo tràng hết người đưa tay, hết người đưa tay. Trong thời gian mà quý vị đọc á, thì có một người đọc sai. Không biết người đọc sai đó là ai, tự giác đi. Chữ quý hình sa tí đọc sai chỗ đó. Chắc là sĩ pháp nguồn hôm nay bị phân tâm ha. Chữ M có dấu chấm, bất cứ chữ M mà có dấu chấm, dầu là chữ Ý, chữ U, chữ Á, thì chúng ta phải đọc theo giọng nguyên âm Ý, U, Á đó. Ví dụ như chữ Á thì chúng ta đọc là ăn, chữ U chúng ta đọc là ung, chữ Ý chúng ta đọc là in, thì nó là trường âm đọc theo cái giọng nguyên âm phía trước đó. Thì sĩ pháp nguồn hôm nay bị phân tâm ha. Còn quý vị vị nào cũng đọc đúng hết. Thì hôm nay quý vị nghỉ sớm quá, ít có người đưa bàn tay. Xin cung thỉnh để Đức Phước Sang này, để Đức Sư Năm mà ha, rồi thượng tọa chân tịnh quý vị phải làm gương để cho Phật tử họ đọc theo, đúng sai không quan trọng, nhưng mà cái giọng đọc của quý vị sẽ tác động cho Phật tử nhiều hơn ha. Rồi bây giờ Sĩ Quang Thanh đọc xong, Sĩ Thanh đạo hữu Hạnh Phước này đọc xong, thì thượng tọa chân tịnh nè ha, rồi đại đức Phước Sang, đại đức Sư Năm ha sẽ đọc. Chúng ta đến đây tham gia, đọc đúng đọc sai không quan trọng, nhưng mà tinh thần hướng dẫn cho quý vị
chưa biết giơ tay à, cái này à, đại đức Phật Trang mà muốn giơ tay và cầu cứu Sĩ Kim ha. Sĩ Kim hướng dẫn là đại đức Phật Trang đưa tay được liền à, ha. Bởi vì có lần không biết nghe Sĩ Kim à, khen đại đức Phật Trang dễ thương, dễ thương không biết ở chỗ nào, nhưng mà chắc chắn rằng Sĩ Kim sẽ hướng dẫn và để được Phước Sang đưa tay được liền à. À, rồi bây giờ mời Sĩ Quang Thanh, huynh Hạnh Phước, quý vị chuẩn bị chúng tôi đưa bài học ha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ con cảm ơn cô Hồng Mai, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai cho con nghe được tín hiệu rõ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Giang, con kính đảnh lễ Sư Chân Tịnh và kính lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 131. Sukhaka mani phu ti ro dan de na quy hình sati atano. Sukha me sa no bách cha so la pha te su khang. Sukhaka mani phu ta ni ro dan de na quy hình sati atano sukha me sano bách cha so no na pha te su khang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sú là đoạn, sú khá là hai đoạn âm, ca ma là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, phu ta là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, yo là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, ná quý là hai đoạn âm, hinh là trường âm đọc theo động nguyên âm, xá tí là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Sukhaka mani phu ta ni ro dan de na quy hình sati. Câu 3 và câu 4. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sú khá là hai đoạn âm, mê sa nô là ba trường âm thông thường, bách là trường âm nhấn, chá là đàn âm, xô là trường âm thông thường, ná, lá, phá là ba đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át ta nô su kha mê sa nô bách cha sô la pha tê su khăng. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Sukhaka mani phu ta ni ro dan de na quy hình sati atano sukha me sa no bách cha so la phát te sukhang. Dạ con xin kệ ạ. Sukhaka mani phu ta ni ro dan de na quy hình sa ti atta no sukha me sa no bách cha so na la phê tu sukhang. Sukhaka mani phu ta ni ro dan de na quy hình sa ti atta no su kha me sa no
bách cha so na là phê ta su khăng. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc đấy. Của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong và phân tích xong, con có sai mong Ngài Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con kính ơn, cảm ơn Ngài Trí Đức đã bót bài. Bây giờ con xin kính thỉnh sư Pháp Sa, sư Phước Sang lên đọc bài ạ. Alo, 123, 123. Hôm nay xin hoàn thành rất là tiến bộ về giọng đọc ha, phân tích trường âm chính xác. Nhưng mà có một cái điểm xin quan thân chú ý là cái câu cuối cùng không được tự tin. Bích cha sô na la pha tê su khăng, cái chỗ này chữ na la pha, na la pha tê, bốn cái chữ này khi đọc là khi có khi không. Nhưng mà khi phân tích thì phân tích rất là rõ. Đây là những đoạn âm, rồi một trường âm, na, la, pha là ba đoạn âm, tê là trường âm thông thường, phân tích thì chính xác. Nhưng mà khi đọc thì ăn gian, mất điền chữ. Xin Hoàng Thành chú ý là chỗ này ha. Rồi, Sa Thú, hôm nay Sĩ Quan Thanh phân tích rất là chuẩn, không có sai chỗ nào hết, rất là hoan hỷ. Rồi, mời Huynh Hạnh Phước, Sĩ Chiên Từ Từ. Alo, mọi người có nghe không ạ? Con xin Nam Mô Phật Thầy Giá, Nam Mô Tham Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức, con xin đảnh lễ Sư Phụ, con xin đảnh lễ quý Sư, con xin đảnh lễ quý Tô Nữ, con xin chào Đạo Tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 131. Sukhaka Manipotani Yodande na vihi vihin sati atano sukhame sano sukhame sano pekkaca so na phatam na lafate sukham. Dạ con xin đọc lại. Sukhakamani putani yodande na vihin sati attano sukkame sano sukkame sano pekca so na lafate sukham. Dạ con xin phân tích. Sukha là hai đoạn âm, kama là hai trường âm thông thường, ni là đoạn âm, phuta là hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, yo là trường âm thông thường, đăng là trường âm nhấn, de là trường âm thông thường, na vi là hai đoạn âm, là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, sa ti là hai đoạn âm, at là trường âm nhấn, ta tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sukha là hai đoạn âm, me sa nô là ba trường âm thông thường, pe là trường âm nhấn, ka là cá, pe cá, cá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, na la pha là ba đoạn âm, t là trường âm thông thường, sukha suk là đoạn âm, không là
trục âm đọc theo dạng nguyên âm. Và con xin đọc câu kệ. Sukhakami Sukhakamani putani yodande na vihinsati attano sukame sano pekchasona lavate sukham. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trưởng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Bài dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc hết. Trong khi con có đọc sai nhiều chỗ, xin Ngài, quý Ngài và quý cô Tu và Đạo Tràng sửa bài giùm con. Dạ, con xin cảm ơn. Con xin nhờ lại mic. Sa thủ quân thành phước đọc rất là chuẩn, phân tích rất là rõ. Sa thủ người mới mà có một cái sự tiến bộ như vậy là đó là một cái điều mà chúng tôi rất là quan hệ. Rồi khi nãy cái kim đưa tay làm cái gì, bây giờ đưa tay. Alo cái kim. Dạ, con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Sang, sư Năm, thầy Thích Chân Tịnh. Sư, hồi nãy, các cô tu nữ và quý Phật tử, con quên. Hồi nãy sư Phước Sang có post lên là sư nói sư nhờ con chỉ cầm mic lại, thành ra con nghĩ thầy cầm mic lại. Dạ, sư Phước Sang có nghe con rõ không? Thì cho con tín hiệu đi. Thì cho con tín hiệu là sư có nghe con rõ không, sư Phước Sang? Thì con mới chỉ sư được, sư có nghe con mới chỉ được. Dạ, nghe rõ. Bây giờ sư dòm vô trong bây giờ sư dòm vô cái máy của sư đó, sư nhớ lần trước không? Ngay chỗ nó có cái trái tim, rồi nó có cái mũi tên á, sư bấm vô cái mũi tên nó vô, thì sư sẽ thấy, sư bấm cái chỗ mũi tên nó ngay cái chính giữa đó, sư bấm chỗ cái mũi tên, sư thấy nó hiện ra ba cái hình, ok, năm cái hình tất cả, một cái là hình trái tim, rồi cái giống như hình chủ nhật có cái mũi tên lên, rồi cái thứ ba là cái hình giống như cái camera vậy đó. Rồi cái kế tiếp nó giống như hình giống như là cái, người ta nói giống như cái ly kem vậy đó, nhưng mà con nói giống như cái nụ hoa đó, nó cao lên. Rồi cái cuối cùng là cái tô á, cái tô nó nằm nghiêng một chút. Dạ. Dạ sư rõ ha. Bây giờ sư bấm vô ngay chỗ mà cái hình mà nó hình mà giống cái ly kem hay là cái bông hoa nụ á. Đó. Khi bấm vô cái đó, khi mà sư bấm vô cái đó đó, tức là sư sẽ cầm mic á, nhưng mà sư muốn nói được, khi mà sư bấm vô cái đó xong rồi, sư mới dòm lên phía trên, sư thấy nó có chữ Joy Core, nó có hình, nó cũng có hình cái ly kem giống vậy đó, cái hình cái bông nụ hai ly kem vậy đó, cái sư bấm vô cho đó một lần nữa, thì sư thấy ở dưới đó, kế dưới nó có một cái ba. Một hình chủ nhật á, hình chủ nhật dài ra, một cái hình chủ nhật dài ra, nó màu xanh. Thì sư để ngón tay của sư vô, sư đụng ngay chỗ cái hình chủ nhật đó, sư đừng có lấy ra, sư đè nó, sư lít lên trên, tức là trong khi mà sư đụng nó, sư đừng có lấy ra, sư hắt nó lên trên. Khi mà sư hắt nó lên trên đó, thì nó sẽ biến thành màu đỏ. Khi mà nó biến thành màu đỏ, tức là sư đã cầm mic rồi đó. Sư có thể lấy ngón tay sư ra và sư say hello hello, rồi quý vị sẽ biết trong đậu tràng người ta sẽ cho tín hiệu là người ta nghe sư rõ hay không rõ đó, vậy thôi. Cái đó là sư cầm mic. Còn khi mà sư muốn bỏ mic á, sư trả mic lại đó,
thì sư cũng đụng vô cái lằn đỏ đó, đụng vô thôi. Rồi sư lấy ra, sư đụng vô ngay chỗ cái hình ly kem á, hình ly kem hay là cái hình cái nụ bông đó đó, thì là sư chả mít rồi đó ha. Rồi coi con lặp lại một lần. Sư trước hết sư muốn cầm mít thì sư đụng vô cái hình ly kem, xong rồi sư đụng vô cái chữ hình ly kem phía trên, cái chữ joy feel vậy đó, tiếng Mỹ, để tức là sư cho người ta biết sư muốn cầm mít nha. Yeah. Rồi bây giờ nếu mà người ta trả máy lại thì sư sẽ đụng vô, sư dùng ngón tay sư đụng vô cái hình chữ nhật á, màu xanh đó. Khi mà sư đụng á vô cái hình chữ nhật màu xanh đó, nó sẽ biến thành màu đỏ. Mà khi sư đụng á đó thì sư đừng có lấy ngón tay sư ra, sư cà nó lên. Dạ, đi con xin lỗi, tại con đụng vô đó thì con bị đi lấy ra mít. Bây giờ con trả mít lại, sư lên sư làm giống như vậy đó. Hồi nãy con chỉ vậy đó, sư cứ mỗi ngày sư cứ lên cứ làm, sư lên cứ làm hoài, sư làm quen rồi đó, sư sẽ thấy nó dễ, giống như ăn cơm sườn vậy đó sư. Vậy bây giờ con trả mít lại, sư sẽ làm từng tự ha. Sư đụng vô cái mít đó. Rồi sư đụng vô cái ba hình màu xanh, sư đừng có lấy ngón tay lên, sư hắt nó lên, nó sẽ biến thành màu đỏ, tức là sư đã đụng được rồi đó, sư đã cầm mic được rồi đó. Xong sư bắt đầu sư nói. Khi mà sư nói, mà sư nói xong rồi sư muốn trả mic rồi, sư cũng đụng vô cái ba hình màu đỏ. Khi mà sư đụng vô, nó sẽ biến thành xanh, rồi sư đụng vô cái mic ở dưới đó, cái hình cái mic đó, thì sư trả máy rồi đó. Con xin trả máy lại, con mời sư cầm máy ra nha. Hello, sư Phước Sang ơi, sư đừng có đụng vô cái hình chủ nhật nha. Cái hình chủ nhật nó có mũi tên á, nó kế bên cái hình trái tim á. Cái đó là sư xe cái thao thoát này tới chỗ nào đó, sư đụng lộn rồi. Sư đụng cái chỗ cái hình mà giống như cái kem vậy đó. À, cái hình đó là nó thứ tự nè, cái hình trái tim, rồi cái hình hình chữ nhật có mũi tên, rồi cái hình giống như cái máy quay phim, rồi cái đó là cái hình của cái ly kem đó là cái đó là mít đó, rồi cái cuối cùng là cái tô mà nó nghiêng nghiêng á, thì sư đụng vô cái hình có giống như cái ly kem vậy đó, là sư bắt đầu để sư cho người ta biết sư giơ tay đó. Còn như sư cầm mít á, sư đụng vô hình ly kem, rồi sư đụng vô cái ba giống như một cái hình chữ nhật, nó chạy từ bên trái qua bên phải á, nó nằm chính giữa của cái iPhone á, thì sư đụng vô đó, sư đừng lấy ngón tay lên, sư cà nó lên thì sư sẽ cầm mic được rồi. Khi mà sư thấy nó màu đỏ, sư lấy tay ra mà nó thấy vẫn còn màu đỏ, tức là sư hello là tụi con sẽ nghe sư nói đó. Vậy sư cứ nói đi. Khi nào mà sư bỏ mít đó, sư cũng đụng, thì sư, nếu sư không cầm mít nữa, sư muốn trả mít lại, sư cũng đụng vô cái ba cái hình chữ nhật màu đỏ, rồi sư đụng vô cái mít đó là sư trả lại đó. Bây giờ con trả máy lại, sư cầm mít lại nha.
Alo, alo. Alo, alo. À, nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi, rồi. Để coi bài để chữ đọc. Bây giờ con xin phép ngài trí đức, con xin phép sư năm xin phép chào tất cả đồng trang để xin đọc cái câu pháp cú 131. Sukhaka ma ni phu ta ni yo dan de na vi hình sati atano suk su kham me sa no be cha su na la phat te su khang. Con xin đọc lại câu pháp cú 131. Su khắc ca ma ani phu ta ni yo dan de na vi hình sát ti atano su kham me sa no be cha su na la phat ha te su khang. Con xin phân tích trường âm và đoạn âm. Xú là đoạn âm, xú khá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, phu ta là trường âm, ní là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, đan là trường âm, đê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quý là đoạn âm, hình là trường âm đọc theo động nguyên âm, xá tí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xú khá là đoạn âm, mê là trường âm mê sa, nô là trường âm thông thường, bét là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, ná lá phá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo động nguyên âm. Con xin đọc lại câu pháp cú 131, đọc ráng đọc cho nó nhùng nhùng. Sukhaka ma ni phu ta ni yo dan de na vi hình sati atano sukha me sa no be cha so na la pha te su khăn. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng tượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Con xin hết. Nếu con có đọc sai, nhờ ngài trí đức chỉ dạy lại dùm, nhờ đạo tràng góp ý. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Công nhận lần đầu tiên ha, nghe Đại Đức Phước Trang đọc Pali, rồi cái lên phân tích. Mà phân tích như thế nào để rồi Sĩ Kim mới nói rằng chữ đanh là trường âm nhấn. Không biết ở đây nói về đao trường đanh đền á, thì chữ đanh Sĩ Kim nhắc đó là trường âm nhấn. Rồi, nhưng mà lần đầu tiên lên phân tích trường âm đoạn âm như vậy là thấy cũng quá giỏi rồi. Công nhận ơn Đại Đức Quốc Trang ở đâu mà giỏi gì ta. Rồi xong, thời gian còn nhiều. Hôm nay
duyên sự câu Phật ngôn 131, 132 là một, cho nên thời gian còn nhiều lắm. Rồi, cung tỉnh, thượng tọa chân tịnh, alo, thượng tọa chân tịnh, lên đọc, phân tích, để cho bà con được nghe, cũng giống như Đại Đức Phước Sang ha. Ai chứ Đại Đức Phước Sang mà đọc là Sĩ Kim Quan Hỷ à, đặc biệt là chỗ đó. Rồi, cung thỉnh thượng tọa chân tịnh ạ, xin chào cô tu nữ tự duyên vừa đến với Pháp hội. Ủa, chào có bỏ chạy mất tiêu à. Rồi, thượng tọa chân tịnh, Đại Đức Sư Năm đâu rồi? Đâu rồi? Quý vị phải lấy học để chư Phật tử quan hỷ. Rồi, nó mất tiêu rồi. Sư Phước Khen quá tuyệt đi, trời ơi, sư Pháp Nguồn khen ha. Rồi, sư Kim nó ai cũng quan hỷ hết ha. Nhưng mà thấy mặt tôi chắc không quan hỷ. Rồi, thường gọi chân tịnh đâu rồi? Ồ, hôm nay Đại Đức Tuệ Đức tới hai nickname luôn. Ồ, hai nickname màu xanh ha, đặc biệt ha. Rồi, sư Năm này chắc là bỏ cửa chạy lên người rồi, mất tiêu rồi. Ai biểu Đại Đức Phước Sang đọc hay quá, làm sư Năm bỏ chạy. Rồi, cung thỉnh, thượng tọa chân tịnh nè, Đại Đức Tuệ Đức nè, Đại Đức Sư Năm nè. Rồi, vai trò của chư Tăng là phương hướng dẫn cho Phật tử đọc hay đọc dở không quan trọng, miễn sao là có tinh thần để hỗ trợ lẫn nhau, nhau mà sống ha. Ai trên Đại Đức Phước Sang thì đã tham gia rồi, giọng đọc hay quá. Sĩ Kim mà hướng dẫn là Đại Đức Phước Sang cầm micro rồi coi như đọc ao ao, quá hay. Hay bây giờ coi như thượng tọa chân tịnh nè, Đại Đức Tuệ Đức nè, Đại Đức Sư Năm nè, rồi quý vị hoan hỷ đưa bàn tay chúng tôi đưa bài học lên nè. Ô, Sa Thủ Sĩ Khánh Kiểm, có mấy sư tham gia là phước lành của Phật tử chúng con nè. Phật tử quan hỷ như vậy mà chư Tăng không tham gia, đó là một cái tin buồn ha, một tin buồn. Thì con mình Đại Đức Phước Sang đưa tay lên đọc, mà hôm nay mới đưa tay lên đọc, thế mà Sĩ Kim đã khen Đại Đức Phước Sang dễ thương, chắc khổ thiệt. Hôm nay đọc như vậy phải khen là dễ thương, cùng mấy hôm trước có đọc gì đâu mà cũng khen dễ thương. Alo, con vị nào đọc nữa không? Rồi. Ô, sao thú đạo tràng ha. Hôm trước đọc rồi á. À, hôm trước không nghe. Bữa này mới nghe đọc hay vậy mà không khen dễ thương gì hết. Rồi, còn ai tham gia nữa không? Thỉnh Dư Tăng không đưa tay. Phật tử còn ai chưa đọc? Có tham gia không? Không tham gia thì chúng ta đi vào duyên sự, đừng để mất thời gian. Alo, câu Phật ngôn 131. Cô tu nữ Tuệ Duyên á, xà tu, mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Thầy Chân Tịnh, kính lễ Đại Đức Tự Đức, kính lễ quý cô tu nữ. Dạ, con xin phép đọc bài vì con vào trễ quá. Bài trễ quá đông tiêu rồi. Dạ, bài Kinh Pháp Cú số 131. Su kha ca ma ni phu ta ni yo dan de na uy hình sa ti at ta no su kha me sa no be cha so na la fa te su khang
Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na vi hình sa ti atta no. Sukha me sa no bát chất sô na la pha tê su khăn. Phân tích không ạ? Duyên vào sao cho nên và bây giờ tự nhiên xin kệ để hết thời gian. Ồ, có nữa hả? Dạ. Su khá hai đoạn âm, ca ma hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, phu ta hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, vô trường âm thông thường, tanh trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná quý hai đoạn âm, hình trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xú khá hai đoạn âm, mê sa hai trường, mê sa nô ba trường âm thông thường, đoạn bốn bát trường âm nhấn, chá đoạn âm, xô trường âm thông thường, lá na lá phá ba đoạn âm, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn trường âm giọng nguyên âm. Dạ bây giờ tự nhiên xin kệ, hình nãy đọc rồi. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na quy hình sa ti atano sukha me sa no bak bacha so na la pha la pha te sukhan. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Khổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đi vào sau cho nên chắc nó cũng có cái gì sai, xin quý ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của Hạnh Vi Diệu Pháp. Dạ kính mời Hạnh Vi Diệu Pháp ạ. Alo. Sư Hạnh chờ chút ha. Cô tu nữ tự duyên ha, đặt xong rồi tôi muốn nói có cái gì sai sai ha. Cái gì đó là cái gì? Cô tu nữ tự duyên giọng kệ rất là đặc biệt, giọng kinh cũng rất là chuẩn à, nhưng mà một cái chỗ mà có gì sai sai đó là câu cuối cùng bếp chá sô ha, chữ bếp mà đọc là bắt mà là chữ bắt bắt không à, à bếp chá là chín mùi, là thì ở đây chữ bếp chá chứ không phải là bắt chá à, nghe rõ không cô tu nữ tự về chữ bếch ha chứ không phải chữ bắt. Rồi chỉ sai có một từ đó thôi. Rồi Sức Hạnh Vi Diệu Pháp đâu rồi, đưa lại bàn tay đi. Alo. Dạ con xin kính chào đạo tràng, con kính chào sư Chí Đức và quý sư cũng như quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ 131. Sukha kamani thutami yodandena vihinsati attano sukhang me sano bacchā sona lá tề xú khăn. Con xin phân tích xú khá hai đoạn âm, kama là hai nguyên âm, ni đoạn âm, thú ta là hai trường âm, ni đoạn âm, vô
đa vô đan đê là ba trường âm, ná đoạn âm, ví là đoạn âm, hinh là trường âm, sa trường âm, tiết đoạn âm, ách trường âm, tá đoạn âm, nô trường âm, sú kha là hai đoạn âm, mê sa nô là ba trường âm, bách trá là hai trường âm, sô trường âm, ná đoạn âm, lá đoạn âm, phá trường âm, tê đoạn âm, sú đoạn âm, khăn là trường âm. Con xin đọc tiếng Việt ạ. Tại con cũng vô sao và con cũng không tự tin với cái giọng phổ thơ của mình lắm. Cho nên con xin đọc tiếng Việt. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đạo tràng và quý sư chỉnh giùm con ạ. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính cùng tọa trí đức để đức phước sang thầy Thích Chân Tịnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc bài kinh Pháp Cú câu số 131. Sukhaka ma ni phu ta ni yo đăng đề na quy hình sát tí atano sukhame sa no pekchaso na la phát tê sukhan. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Sukhakama ni phu ta ni yo đăng đê na quy hình sa ti atano sukhame sa no pe kya so la phê sukhan. Sukhakama ni phu ta ni yo đăng đê na quy hăng na quy hình sa ti atano sukhame sa no pe kya so na la phê te sukhan. Sukhakama ni phu ta ni yo đăng đê na quy hình sa ti atano sukhame sa no pe kya so na la phê te sukhan. Dạ con xin hết. Kính mời cô hành kiểm tiếp theo ạ. Con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng và con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Và cái điện thoại của con mỗi lần cầm mic sao nó bị vụt hoài. Dạ. Dạ con kính tri ân sư tiện ích. Dạ con rất hoan hỷ cái giọng đọc của sư ạ. Dạ. Dạ xong con xin đọc bài cố. Dạ con xin bài, con bị thoát ra nên con trở vô con không có thấy bài rồi. Dạ dạ, cảm ơn Giang Nhàn Hà. Dạ con xin đọc bài Pháp Cú câu số 131. Sukhaka ma ni phu ta ni yo đàn đề na quy hình sa ti an ta no sukha me sa no ba cha so na la phat te sukhang. Sukhama ni phu ta ni yo đàn đề na quy hình sa ti an ta no sukha me sa no ba
cha sô nam la pha tề su khằng. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Sú khá hai đoạn âm, ca ma hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, bu ta hai trường âm thông thường, ní đoạn âm. Vô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná quý hai đoạn âm, hình trường âm nhấn, hình trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí hai đoạn âm, su khắc cà mà ni phù tà ni vô đạn đề ná quý hình xá tí. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Át trường âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, sú khá hai đoạn âm, mê sa nô hai trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, chá đoạn âm, sô trường âm thông thường, ná lá há là ba đoạn âm, tê trường âm thông thường, sú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át ta nô sú khá mê sa nô bát cha sô na la pha tê sú khăn. Dạ con đọc lại bài. Su khắc cà mà ni phù tà ni vô đàn đề na quý hình sa ti át ta nô su khắc mê sa nô bát cha sô na la pha tê sú khăn. Dạ con xin kể. Su kha ma ha ni bồ ta ni yo đan đi na ha huy hình sa ti an ta no su kha me sa no ban cha so na ha la pha te su khang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có chỗ nào sai con nghe. Kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sao cho con ạ. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin chạm mít lại cho đạo tràng. Xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sàng Khà. Dạ, dạ con kính lễ Ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Kim cho biết tín hiệu, cảm ơn anh Doan Thành cho đăng bài. Dạ, con xin trả bài. Sukha ka ma ni phu ta ni yo da yo dan de na vi hình sa ti at ta no sukha me sa no pek cha so na la pha te sukhang. Sukha la ma ni phu ta ni yo dan de na vi hình at ta no sukha me sa no pek cha so na la pha te sukha. Tranh cầu an lạc, ai trượng hành để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mình xin phân tích. Sú khá hai đoạn âm, ca ma hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, phu ta hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, vô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná đoạn âm, quý đoạn âm, hình trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, sukha la sukha ka ma ni phu ta ni yo đàn đề ná quý hình xá tí, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, sú đoạn sú khá hai đoạn âm, mê trường âm, mê sa hai trường âm thông thường, mê sa nô ba trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, chá đoạn âm, sô trường âm thông thường, ná đoạn âm, ná lá hai đoạn âm, ná lá phá ba đoạn âm, tê trường âm thông thường, yeah.
Dạ, cảm ơn cô Kim. Dạ, con sẽ tính sơ sơ. A na la phá ba đẳng âm tê trường âm thông thường xú đoạn âm khăn trường âm đọc thì dạng nguyên âm. Dạ, con xin phân tích lại cái câu quý câu số 2, quý hình là trường âm đọc thì dạng nguyên âm. Dạ, với trường âm nhấn. Dạ, cảm ơn cô. Bacchaso na la phan. Bacchaso na la pha tê su thăng. Dạ, dạ, con xin hỏi gặp lại câu 3, câu 4. Atano su kham me sa no bacchaso na la pha tê su thăng. Su khal ka ma ni phu ta ni yo dan de na vi hin sa ti attano sukhame sa no paccaso na la patte sukham sukha ka ma ni phu ta ni yo dan de na vi hin sa ti attano sukhame sa no paccaso na la và tề su khăn chúng sanh cầu an lạc dùng ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình đời sau không được lạc. Đang dịch qua thần thích mình cho dạ con trao mít lại cho đạo tràng và con sai ghi thêm thì mong đạo tràng và ngài chỉnh sửa. Sa tu si kha. Một cái điều mà rất là hoan hỷ khi mà quý vị đọc rồi có những cái điểm sai rồi đạo tràng sửa cho quý vị, đó là một cái điều mà chúng ta nương nhau mà sống. Trong cái sự học hỏi thì chúng ta nhiều khi bị phân tâm quên mình, và những người khác tỉnh táo hơn sẽ chỉ sửa cho chúng ta. Và đó là cái điều mà chúng tôi thấy trong đạo tràng này. Sư cha hạnh với diệu pháp nè, hôm nay tâm trạng chắc cũng không được ổn định ha, vì phân tâm. Rồi sư hà vừa rồi ha, cũng bị phân tâm ha. Quyên Giang Nhật Hà nè, rồi được Siết Kim nè, rồi quý vị cũng thấy được cái lỗi của chính mình. Đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ, khóc nguồn lào cay nữa nè. Khi mà chúng ta quy tụ về một nơi và cùng hướng về một mục đích, một lý tưởng, thì trên con đường đi đó chúng ta nương nhau. Để rồi chúng ta thấy sai thì sửa, và như vậy thì chúng ta cộng trú trong một cái cộng nghiệp thiện. Thì đó là một cái điều rất là tốt, bởi vì con người của chúng ta không ai hoàn toàn. Mà khi mà được nhắc nhở, khích lệ, sách tấn cho nhau thì đó là một cái phước lành, một cái phước mà chúng ta nên cảm ơn, đừng có vì tự ái ha. Alo, sư thầy hết nghe, có ai còn nghe không? Sư Pháp Nguồn nghe, một người ở bên Mỹ không nghe nhưng mà ở Hà Nội nghe nè. Rồi, quan hỷ. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vận, tức là chúng ta đọc được thì phải hiểu ý nghĩa ha. Sukha kama ni phu ta ni. Ở đây cái từ sukha kama chúng ta phải hiểu như thế nào. Sukha nó là một danh từ trung tính atarantana pumsakalinga. Sukha có nghĩa là hạnh phúc, an lạc.
hạnh phúc an lạc đi chung với chữ ca ma ni. Ca ma ni do chữ ca ma. Ca ma là một danh từ nam tính, ác danh thấp cùng linh giá. Ca ma là ước muốn, ham muốn. À, nhưng mà nó được dựa theo đối cách số nhiều ha. Tức là đối tỷ giá quy phát tí bổ quá trình á, cho nên ca ma biến thành ca ma ni. À, sukha kama ni là các sự mong mỏi hạnh phúc, các sự mong mỏi hạnh phúc. Sukha kama ni. Rồi chữ phu ta ni, phu ta ni do chữ phu ta. Phu ta nó là một danh từ trung tính, ác ran ta nó cùng sắc cả linh ga. À, và phu tá được chia tay đối cách số nhiều đối tỷ giá vì phát tiếp bổ quá trình á, cho nên phu tá biến thành phu ta ni. Phu ta ni có nghĩa là chúng sanh. À, chúng sanh mong mỏi hạnh phúc. À, câu đầu tiên, chúng sanh mong mỏi hạnh phúc, thì ở đây chúng sanh cầu an lạc, mong mỏi tức là mong cầu ha. À, câu số 2, vô đanh đề na quy hình sa tí. Vô đanh đề na quy hình sa tí, chỉ vô có nghĩa là người nào. Đanh đề na, đanh đề na do từ đanh đá. Đanh đá là một danh từ nam tính, ác văn thấp cung linh gia. Và đanh đá được chia theo sử dụng cách số ít, sử dụng cách số ít. À, tức là tất thì giá quy phát tí. Ê, có quá trình á, phải còn sử dụng cách. Đúng rồi, ta thì giao quy phát tí, ê, có quá trình á. Cho nên đanh đá biến thành đanh đề na. Đanh đề na là bằng hình phạt, hay là của hình phạt, hay là bởi hình phạt. Đanh đề na. Rồi, quy hình sạch tí. Quy hình sạch tí, đây là một đồng. Do căn ngữ hình có nghĩa là tổn thương. Quy hình sạch tí, động từ này có nghĩa là làm hại, làm tổn thương. Làm hại, làm tổn thương. À, vô đanh đề na quy hình sạch tí. Ai bằng hình phạt làm tổn thương. Ai bằng hình phạt làm tổn thương. Thì ở đây câu số 2, câu số 2 được dịch là ai dùng trợn hại người. À, tức là làm tổn thương người khác, dùng đao kiếm, dùng gậy gộc làm tổn thương người khác. Câu số 2, câu số 3, Atpano Sukhame Sano. Atpano Sukhame Sano. Atpano là bản thân ha, của bản thân, của chính bản thân mình. Atano Sukhame Sano. Sukhame Sano do từ Sukhang cộng với Esano. Mà Sukhang do khá. Sukhang là một danh từ trung tính, Akran Tanapum Sakhalinga. Và Sukhang được kia theo đối cách số ít đối trị giáo quyền phát thí e có quá trình á. Cho nên Sukhang biến thành Sukhang. Sukhang là hạnh phúc, an lạc. Rồi Esano. Esano do cái động từ Esati có nghĩa tìm kiếm, tầm cầu. Nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ từ số ít. Bathama Ekawachana Vipati, cho nên nó biến thành Esano. Esano là đang tìm kiếm, đang tầm cầu. Vậy thì Sukha, Sukhame Sano hả? Sukhame Sano là người đang tìm kiếm tầm cầu hạnh phúc. À, đang tầm cầu hạnh phúc. Vậy thì Sukha cộng Esano thành Sukhang. Sukhang cộng Esano chứ không phải Sukha. Rồi. Rồi bây giờ trong ba câu này á, nó có một ý nghĩa thế nào. Tức là người nào hãm hại
các chúng sanh bằng có sự mong mỏi hạnh phúc bằng hình phạt. Người nào hãm hại các hạng chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bằng hình phạt. Và câu cuối cùng, Bechaso na la phát tề xuất thân. Thì Becha đây là một cái động từ bất biến, có nghĩa là sau khi chết. Sau khi chết mà vô chân lý, tức là tái sanh hay là đi cách trực tiếp. Thì ở đây thì vết chá có nghĩa là sau khi chết. Rồi sao nữa, xô là người đó, ná là không, lắp phá tê là đạt được, lắp phá tí, lắp phá tê là đạt được. Rồi xuất thân là sự an lạc, sự hạnh phúc. Vậy thì vết chá xô ná lắp phá tê xuất thân, người ấy không đạt được hạnh phúc sau khi chết. Người ấy không đạt được hạnh phúc sau khi chết. Vậy thì câu Phật ngôn 131 nói lên cái gì đây? Người nào đang tầm cầu hạnh phúc cho mình mà hãm hại các hàng chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bằng hình phạt thì người ấy không đạt được hạnh phúc sau khi chết. Xin lặp lại. Người nào đang tầm cầu hạnh phúc cho mình mà hãm hại các hạng chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bằng hình phạt thì người ấy không đạt được hạnh phúc sau khi chết. Rồi, Ngài Hoàng Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát như thế này: ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trượng hại nhau làm gì, tìm an mà lại ác tri. Những người như vậy mong chi gặp lầm. Sẽ gặp đã. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trượng hại nhau làm gì, tìm an mà lại ác tri. Những người như vậy mong chi gặp lầm. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Như vậy thì ở đây câu Phật ngôn 132 sẽ nói lý sự. Nhưng mà với cái nội dung này, chúng ta hãy tìm hiểu tại sao ai cũng muốn có sự an vui ha, nhưng mà lại dùng hình phạt, roi, gậy, đao, kiếm để làm cho người khác khổ mà đem lại sự an lạc cho mình. Thì cái chuyện này là một cái chuyện mình nhân quả, mình làm khổ người ta mình phải chịu khổ thôi, chứ không thể nói rằng mình sống trên sự đau khổ của kẻ khác rồi. Mà đa số thì chúng ta thấy là họ vinh thân phì gia, họ sống trên sự đau khổ của kẻ khác mà họ cảm thấy rằng sung sướng, hạnh phúc. Đó là một cái điều mà chúng sanh thì Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Mình làm khổ người ta, mình sống phè phỡn trên xương máu của người ta, nhưng mình cảm thấy rằng rung đùi ha, sung sướng. Cái rung đùi sung sướng được bao lâu? Được bao lâu? Thì chúng ta đã từng học và không đi vào duyên sự câu Phật ngôn này, mà chúng ta lấy những ví dụ mà chúng ta học qua những câu Phật ngôn khác để cho chúng ta thấy rằng cái câu Phật ngôn này, mình muốn tìm sự an vui cho mình mà mình làm hại người khác để đem lại sự an lạc cho chính mình, thì cái chuyện này
chúng ta đã từng thấy mấy vị tỳ kheo đi đến một ngôi chùa ở vùng núi, và vị trụ trì đó chỉ vào trong một hang động để các vị đó trú, bởi vì các vị này đi về gặp Đức Phật để trình lên những cái sự thắc mắc của sự tu tập. Nhưng mà rồi lỡ đường gặp cái chùa này và vô trú ngụ trong một hang động. Nhưng mà thình lình buổi tối đó, một tảng đá rất là lớn từ trên cao nó xuống nó bít luôn cả hang động, là làm cho những vị ở trong chùa rồi trong xóm làng bà con tới đẩy cái tảng đá đó, xeo cái tảng đá đó ra khỏi cái miền hang, nhưng mà không làm được. Hì hục như vậy suốt cả 7 ngày không làm được. Nhưng mà đùng cái tới ngày thứ 7, cái tảng đá tự nhiên nó lăn đi vô hang. Một cái điều mà bất khả tư nghị, sức người làm như vậy, nhưng mà tự động rồi nó lăn đi vô hang. Thì cái câu chuyện này quý vị đã học rồi, cách đi mấy hôm mà. Để quý vị thấy tại sao nhân quả. Mình làm khổ người ta, mình nhốt người ta 7 ngày, bít luôn cả miệng hang, không cho ăn uống gì hết, chạy ra ngoài cũng không được, thở cũng khó khăn nữa. Rồi 7 ngày như vậy bị nhốt. Thì bây giờ cái tảng đá này nó cũng rớt xuống theo cái nghiệp. Mình làm khổ người ta thì bây giờ phải chịu lại quả khổ. Đó là luật nhân quả. Bởi vì tỳ kheo này bị 7 ngày như vậy, 7 ngày ở trong hang động, coi như không ăn, không uống, cũng giống như cái con kỳ đà đã bị nhốt trong cái hang mối. Và trong hang mối đó thì có mấy cái lỗ, mấy lỗ ngắt bị nhét lại. Và những cái đứa chăn bò kia, tới cái ngày mà nó đưa bầy bò lại cái bãi này thì nó mới nhớ lại cái gò mối. Và nó tới, nó mở cái lòng gò mối đó, mấy cái ngắt đó, thì con kỳ đà ở trong nó ngất ngư gầm chết. Nó bò ra mà bò cũng không nổi nó, còn xương với da ôm tông ôm đèo. Thì mấy đứa nhỏ này mới khởi lên cái tâm bi thương hại, rồi về vuốt thả cho nó để nó đi kiếm ăn mà nó sống, thay vì coi như biết cái hang để bắt con kỳ đà. Nhưng mà chiều tối quá rồi cái này nó mới biết làm miệng hang để đó ngày mai bắt. Ai ngờ ngày mai nó thả trâu thả bò đi ăn chỗ khác. Tới ngày thứ 7 nó mới quay lại cái bãi cỏ này, mà khi quay lại thì thấy con kỳ đà sắp chết, 7 ngày không ăn uống, nên là bị cái hơi thở cũng khó khăn, cho nên ngóc đầu ra thấy xương bị già và nó thả. Thì đây cái tảng đá cũng vậy, tự động do cái ác nghiệp mà đã tạo, thì bây giờ cái tảng đá đó nó cũng bắt kỳ đà để làm gì, làm thịt chứ làm gì. Người ta nói thịt kỳ đà ngon như là thịt gà, nghĩa là nó trắng, nó ngon, nó ngọt, chưa ăn, nhưng mà nghe người ta nói thôi, không có thèm. Thì bây giờ ở đây ta tạo cái ác nghiệp, tức là nó sống trong cái vấn đề mà hưởng dục của nó, tức là mình muốn ăn uống một cách sung sướng, cho nên dùng mọi thứ để bắt con kỳ đà, bít miệng hang để nhử nó ra mà bắt này, thổi khói thổi đồ vô này để cho nó chạy ra. Nó chạy ra để làm gì? Để tìm lạc cho mình làm mồi để mà nhậu hoặc là ăn uống nướng chăn bò mà. Nhưng mà rồi sao? Nó phải chịu khổ 7 ngày như vậy đó. Đời sau không được lạc, lạc sao được, mình làm khổ người ta sao mà được ăn vui được. Đó là một cái vấn đề mà quả báo nhẫn thì trong cuộc sống. Và nhiều khi không phải là tới đời sau mà bị ngay cuộc sống này.
nhân quả nhãn tiền mà làm khổ, thì cái quả nó cũng tới liền, chứ đừng cho nó chờ tới kiếp sau. Rồi bây giờ ai thấy cái quả nhãn tiền trong cuộc sống, nói lên cho bà con thấy để mà sợ, đừng có làm cái điều ác, đừng có bị cái hạnh phúc của cá nhân mình mà làm đau khổ người khác. Rồi ai có ví dụ để làm cho câu Phật ngôn này sáng tỏ? Một cái điều mà chúng ta dùng cái từ học hỏi ha, tức là quý vị tham gia để mà học câu Phật ngôn này thì quý vị đưa bàn tay lên, đó là ưu tiên. Còn quý vị không tham gia học hỏi câu này mà quý vị có ý kiến ý tỏ thì cái chuyện đó để xét lại nha. Chắc là chúng ta học và hỏi, mà hỏi để hiểu, hiểu để thực hành, hiểu để mà nhớ, và nhớ xong chúng ta phải thực hành. Vậy thì ở đây học và hành đi chung với nhau. Con kỳ đà là con gì ha? Ở Mỹ sẽ thấy đó. Bây giờ ở những cái chỗ mồ mả nè, chỗ đồng không mong quạnh nè, con kỳ đà nó giống giống như con kỳ nhông. Người ta có cái câu nói thế này: cắt ké là mẹ kỳ nhông là ông kỳ đà là cha cắt ké. Tức là coi như những đứa con, cái dạng bò sát giống như con thằng lằn á. Nghe kỳ không? Con mà còn thằn nữa. Thì như vậy nó coi như là một cái loại bò sát nhưng mà lớn hơn. Kỳ đà lớn hơn kỳ nhông. Kỳ nhông lớn hơn các ké. Các ké là mẹ kỳ nhông là ông kỳ đà, kỳ bà là cha các ké. Nó vòng 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 vậy đó. Rồi xin chuyển tới tiếng gì? Xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, không biết còn sư nào nữa, sư Phước Sang, sư Nam, con không nhớ sư nào, sư Tệ Đức gì, sư thầy Thích Chân Tịnh, con không nhớ, con xin sám hối. Hà biết con kỳ đà chưa? Nó giống như con thằng lằn vậy, nó bự mà nó ở ngoài đó, nó, cái da nó sụ xị hơn, nó bự, nó ghi gờ đó. Sư nói muốn cho thí dụ quả quán nhãn tiền nó dễ ẹt à, như bên Mỹ nè, mình đi quýnh người ta, mình đi quýnh người ta thì bị người ta thưa cảnh sát là bắt bỏ vô tù, phạt tiền, dễ ẹt vậy đó. Còn như là mà mình đi chửi người ta, mình đi nhiều chuyện, mình nói xấu, mình chửi người ta, mình lấy người ta, gặp cái người thì không sao, gặp người dữ nó đục cho mình phù mỏ lại, giống ở bên Việt Nam á. Việt Nam á, đi đi chửi người ta, hồi anh em nhà người ta lợi đục cho mình phù mỏ luôn. Đó là quả báo nhãn tiền, đúng không sư? Ở biển Florida có nhiều con không? Con Lisa này đâu có sống ở biển, trời ơi, nó sống trong rừng chỗ cây đó, nó đâu có xuống thích biển làm gì. Nó thích trong mấy rừng á, nó có cái đặc biệt giống vậy nè. Nếu mà cái cây đó, nếu gọi là tàng hình được á, cái cây đó màu xanh, cái thân cây đó màu nâu, thì cái tự nhiên nó ở đó thì cái da của nó biến giống như cái da của cái cây vậy đó, thành ra nó lấy. Còn nếu mà cái cây màu xanh nó đậu trên cái lá thì cái da nó biến thành cái màu xanh, thành ra nó khó thấy, nó muốn để ý mới thấy nó được. Nó giống như, không biết con thằng lằn không vậy, thằng lằn, nhưng mà thằng lằn cái da nó trơn, còn cái con lizard đó thì cái da nó sần sùi đó. Nó có bốn chân vậy đó. Nó giống như con vậy, nó giống như người thì con vậy đó. Nhưng mà bên Mỹ vô mấy chỗ mà mấy cây thông hay gì đó thì thấy nó nhiều lắm, chứ ở thành phố tôi mới thấy lắm. Tôi đâu ở biển Florida, chưa có đi tới Florida bao giờ hết á, không có biết. Nhưng mà ở Việt Nam cũng nhiều lắm mà. Biết rồi hả? Thì vô trong Google á, đánh với con lizard đó, đó nó nhàn nhược hạ đó, nó điền ra màu xanh đó, đó vậy đó. Vô có những con lizard mà bự đó, mà trong thời tiền sử nó cũng là một con khủng long vậy đó, nó bự đó, đại khái vậy đó. Nhưng
mà thôi con gì cũng con gì nữa, con chưa bao giờ tưởng tượng mà bắt ly giờ mà ăn thịt á, trời ơi, cái gì cũng ăn được, con người thật lạ lùng á. Con chỉ biết những quả báo mình dẫn tiền đánh về ở hiện tại đó, thì mình chửi mình đánh người ta đó, nếu mà thì người ta sẽ thưa kiện mình sẽ bị mất tiền, rồi nếu mà làm thương tích người ta mình phải bị ở tù nữa. Thì con biết ở bên Mỹ như vậy, ở Việt Nam cũng vậy thôi. Nhưng mà Việt Nam thì có tiền thì giờ chạy, còn gặp cái người mà dữ hơn á, gặp như là ổ ong ngồi ghẻ đó, gia đình của người ta mạnh lấy rồi thấy cào nhà lại luôn nó quýnh chết luôn, không biết vậy thôi. Chứ nhiều chuyện lắm, con thấy nhiều chuyện lắm. Nói xấu người ta rồi hăm dọa con cháu nhà người ta, rồi những người mà bị hăm dọa dạ đấm đấm vậy đó, nó về nó khóc, nó sợ vậy khóc, ba má bà con chồng họ nó hỏi, nó kéo lên nó đục cho phù mỏ luôn. Thì con chỉ biết vậy thôi. Con mời mấy sư đó, có trong bữa nay học trong lớp, vô trong đội tràng này có nhiều sư lắm, để sư ơi, sư Nam nè, sư Phước Sang, sư Tệ Đức, thầy Tích Chân Tịnh gì đó, đủ thứ. Thì nói với người đó thì ấy thôi, nhưng mà con thấy cái này là Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đừng nên làm cho đau đớn người khác, hâm dọa người khác, tức là thân lời ý gì mình cũng trong sạch hết. Mà đuổi mà có bị người ta làm cho mình giống vậy thì mình cũng nên chịu đựng, đừng đánh trả, đừng có nên oán hận người ta nhiều. Nếu cái việc nó không có lớn thì đừng oán hận, cái đó con nghĩ rằng nhân quả thôi. Con biết vậy thôi, chứ cái này đặc biệt, nhưng mà cái này rất thường xảy ra trong hàng ngày trong đời sống hàng ngày của chúng sanh. Con nào cũng vậy, con thấy con rắn, con chăn, con thấy vô YouTube có nhiều người nuôi con chăn bự lắm sư, cái nuôi nó cái bắt con vịt con gì đó bỏ vô cho nó nuốt ăn cho vậy hết. Còn con thấy những con họ bắt con đó cho con chăn ăn, bị họ nuôi con chăn, thì con nghĩ rằng cái con chuột hay con gà con vịt mà bị ăn như vậy đó, thì cái người mà bắt cho ăn thì con nghĩ rằng họ cũng bị cộng nghiệp giống như vậy. Nhưng mà họ thì thương con chăn thôi, nó chăn dễ thương, giờ nó mắc lạnh, giờ cái da nó mắc lạnh như thế. Rồi những người mà con thấy bên Mỹ nè, nó có loại mà cái loại nó khủng khiếp lắm, ở Việt Nam chưa có. Ở Việt Nam thì có đá gà, bắt hai con gà đá với nhau mà còn lấy cái móng vuốt cắn móng vuốt bằng sắt cho nó làm đau nữa. Con thấy con không thích coi cái đó, thấy nó chảy máu ghê quá. Nhưng mà trong xóm con thì hồi trước còn nhỏ con thấy một hai lần, nhưng sau đó người ta dẹp hết rồi. Nhưng mà ở bên Mỹ nè, độc ác lắm, nó gọi là chó đó, nó có những con chó rất là dữ, nó đem những con chó, nó bắt những con chó khác đem lại cho mấy con chó đó cắn cấu xé. Rồi nếu có những con chó mà dữ, nó bỏ chung nhau để hai con nó cắn với nhau. Con chỉ nghe trên tin tức với lại con thấy trên YouTube thôi, chứ con chưa bao giờ thấy bằng mắt. Mấy cái chuyện mà ghê giống vậy con khi nào thấy đó. Dạ con nhiều đó thôi sư, còn có 3 phút nữa con xin trả máy là con có điều gì sai sót trên các sư các cô tư nữ dụ y Phật tử chỉ dạy cho con à. Con xin trả máy và xin chúc quý vị được ngày ăn vui ạ. Sà thủ chị Kim nói về nội dung thì rất là chính xác trong cái câu Phật ngôn 131 này. Nhưng mà cái sự diễn tả con kỳ đà nó không phải là như vậy. Con kỳ đà là một cái con nó ở dưới hang mà nó bự chứ không có nhỏ như chị Kim diễn tả. Đại sư Kim diễn tả cái con đó là con cắp ké, con mà nó sống ở trên cây á, nó thay đổi màu da theo cái môi trường ở đó. Đúng rồi, con tắc kè nữa, người ta nói là cắp ké mẹ kỳ nhông, mà kỳ nhông là ông kỳ đà. Kỳ đà là cha cắt ké, tức là trong cái loại mà bốn chân đó, loại bò sát đó, thì con kỳ đà là con nó sống ở trong mấy gò mối, nó sống ở trong mấy cái hang á, con nó bự hơn chứ không phải là con tắc kè này. Còn con tắc kè này á
theo Huynh Giang Nhật Hà là một cái con tắc kè, nó sống ở trong nhà, sống ở trong nhà hoặc là trên cây cối mà nó cũng thay đổi màu da giống như con tắc kè. Tắc kè thì nó nhỏ hơn, à, con tắc kè này thì nó lớn hơn. Tắc kè nó sống ở trong nhà, trong những vách tường, những nơi mà kín đáo, nó đẻ trứng ở trên tường luôn. À, trứng nó cũng bự. Còn ké con mà sống ở trên mấy cái cây á, nó ăn những con trùng, ví dụ như con sâu đồ này kia, hoặc là con bướm đồ này kia, à, đó là con tắc ké. À, thì như vậy khi nào á, chúng ta về côn trùng học á, thì sẽ hiểu những cái con này ha. Còn bây giờ thì thời gian hết rồi. À, và câu Phật ngôn 131 chúng ta cũng đã học. Câu Phật ngôn 132 sẽ kết thúc với cái duyên sự để cho quý vị thấy rằng tại sao chúng sanh cầu an lạc mà lại dùng đao, dao, trượng, cây để mà đập đánh người ta để đem lại sự an vui cho mình. Thì trường hợp này là chúng ta cũng thấy nhan nhản trong cuộc sống ha. Nhưng mà rồi cũng không thoát được cái ác nghiệp mình đã tạo. Tức là mình sống an vui, nhưng mà sống an vui trên sự đau khổ của người khác thì kết quả nó cũng sẽ trổ thôi. Rồi bây giờ xin ôn lại và kết thúc câu Phật ngôn này. Kama ni phu ta ni yo dan de na vi hình sati ap ta no su ta me sa no pe cha so na la pa te su khang su kha kama ni phu ta ni yo dan de na vi hình sati an ta no su ta mê sa nu bình cha so na la pa te su khang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. À, câu Phật ngôn này xin được kết thúc nơi đây. À, với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và thâm thiền, xin hóa lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn tín chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê na sa cha quá chê na sâu thị vô, hô tụ sập bạc đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên, chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật.